Khoa học chứng minh con người là tinh hoa của đấng sáng thế, nguồn gốc của con người. Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta sẽ đi về đâu? Chúng ta ở đây để làm gì? Có phải trái đất là nơi duy nhất trong vũ trụ có tồn tại sự sống? Đây có lẽ là những câu hỏi đầu tiên và mang tính triết học căn bản nhất của loài người mà chưa tìm được câu trả lời. 1. Chúng ta từ đâu tới? Bí ẩn về thân thể người cho tới nay vẫn là một đề tài mà khoa học khó có thể giải thích được. Thân thể người được kết cấu đến cơ năng, cơ chế đều vô cùng tinh diệu, hoàn mỹ, gần như không có khoa học gia nào phủ nhận được điều này. Tuy nhiên, họ vẫn tin rằng đây là sản vật do quy luật tự nhiên tạo nên, chứ không phải do trí huệ to lớn của Thượng Đế sáng tạo ra. Cũng giống như họ vẫn tin vào những học thuyết về vũ trụ, cho rằng sự xuất hiện của địa cầu và nhân loại là sản phẩm của thuyết xác suất. Nhưng theo những mẩu bằng chứng mà chúng ta lượm lặt được trong những tàn tích còn sót lại của văn hóa truyền thống và các bức bích họa trong động đá, thì đáp án cho câu hỏi chúng ta từ đâu tới luôn chỉ về phía bầu trời. Những cảnh tượng về dải ngân hà chắc chắn đã làm choáng ngợp tổ tiên của chúng ta và cũng khiến chúng ta có cảm giác tương tự. Sự choáng ngợp này đem đến sự kính sợ. Cảm giác kính sợ này có thể trực tiếp dẫn đến quan niệm về thần mặt trời và các vị thần khác. Tất cả họ đều ở trên trời hay còn gọi là thiên đàng. Loài người vẫn là những sinh vật yếu đuối mang ơn và phụ thuộc vào sức mạnh vô tận của vũ trụ, của đấng sáng thế. Tất cả những tai họa của thiên nhiên, hạn hán, lũ lụt, gió bão, động đất đều do thần tạo nên. Họ cần các vị thần trên thiên đàng để có được tâm lý thoải mái, an ủi và an toàn vượt qua cuộc hành trình của cuộc đời. 2. Vậy đấng sáng thế có thể là ai? Vào 2.000 năm trước, một người đàn ông đặt chân lên hành tinh của chúng ta. Người tuyên bố sẽ có câu trả lời cho sự sống. Mặc dù sự xuất hiện của Ngài trên trái đất là ngắn ngủi, nhưng tác động của Ngài đã làm thay đổi thế giới cho đến tận hôm nay. Tên của người là Jesus Christ. Cùng thời điểm đó, tại phương Đông, hai nhân vật lỗi lạc khác là Phật Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử cũng đồng thời hạ thế để giáo hóa con người. Những ghi chép cổ xưa kể lại rằng những vị giác giả này liên tục chứng minh năng lực sáng tạo vượt trên các quy luật tự nhiên. Họ thông thái, khiêm nhường và từ bi. Nhưng liệu họ có phải chính là những người mà Einstein đã vô tình nhắc tới là siêu trí tuệ đằng sau vũ trụ? Nghiền ngẫm kinh thánh có thể cho chúng ta thấy một ám chỉ rằng Thiên Chúa mới là người đã ném các ngôi sao vào không gian, tinh chỉnh vũ trụ của chúng ta và tạo ra DNA chứ không phải Chúa Giê-xu. Trong Do Thái giáo, Chúa Giê-xu được xem là sứ giả của Thiên Chúa, một vị lãnh đạo được Thiên Chúa sai đến để giải cứu dân chúng. Kinh Koran của Hồi giáo thì khẳng định Giê-xu là một nhà tiên tri quan trọng của Thiên Chúa, người mang lại Injil, phúc âm, có thể làm những phép lạ nhưng không mang đặc tính thần linh tối cao. Đạo Đức Kinh và Kinh Phật cũng không có chỗ nào viết rằng Lão Tử và Phật Thích Ca đã tạo ra thế giới. Họ là những người cùng thời với Chúa Giê-xu và dường như cùng được phái xuống thế gian cho một sứ mệnh nào đó thay vì kiến tạo vũ trụ. 3. Khoa học đã khám phá ra sự tồn tại của thần. Các hiện tượng tự nhiên như sấm sét, động đất hay thậm chí cả con người từng được giải thích là do thần tạo nên. Nhưng bây giờ chúng ta đã biết rõ hơn. Những khám phá này có điều gì khác biệt cơ bản và tại sao nó lại khiến giới khoa học sửng sốt? Các nhà sinh học phân tử đã khám phá ra sự phức tạp của DNA, khiến nhiều nhà khoa học hiện đại phải thừa nhận rằng vũ trụ dường như là một phần của một thiết kế vĩ đại. Thật đáng ngạc nhiên là nhiều nhà khoa học đang nói về Chúa trong khi họ không hề theo tôn giáo nào cả. Những khám phá gây choáng váng này là gì mà khiến các nhà khoa học bất ngờ khi nói về đấng sáng thế? Ta có thể kể đến 3 khám phá mang tính cách mạng từ các lĩnh vực thiên văn học và khoa học phân tử. 1. Vũ trụ có một sự khởi đầu. 2. Vũ trụ thích hợp cho sự sống. 3. Mã hóa DNA tiết lộ về trí thông minh. Những tuyên bố mà các nhà khoa học hàng đầu đã đưa ra về những khám phá này sẽ khiến bạn phải đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. 4. Liệu có một đấng sáng thế nào đó đằng sau hậu trường đã thiết kế và tạo ra vũ trụ? Khoa học không có khả năng cho chúng ta biết rằng điều gì đã khiến vũ trụ này bắt đầu và cũng không cho chúng ta biết ai đã khiến vũ trụ này bắt đầu. Nhiều nhà khoa học trong những người theo thuyết bất khả chi cho rằng chỉ có duy nhất một lời lý giải cho việc xảy ra vụ nổ Big Bang,
đó là bởi bàn tay vĩ đại với năng lực thần thánh của đấng sáng thế. Vũ trụ đã từng có một sự khởi đầu, dù trời đêm trong vắt, đôi mắt con người chỉ có thể nhìn thấy được 6.000 vì sao. Kính viễn vọng không gian Hubble và những loại kính viễn vọng công suất lớn khác đã phát hiện có tới 1.000 tỷ ngôi sao. Trên thực tế, hệ mặt trời chỉ như hạt cát trong đại dương. Tuy nhiên, trước thế kỷ 20, phần lớn các nhà khoa học đều tin rằng dải ngân hà của chúng ta đã là toàn bộ vũ trụ và chỉ có khoảng 100 triệu ngôi sao tồn tại. Phần lớn các nhà khoa học trong quá khứ tin rằng vũ trụ của chúng ta chưa từng có sự khởi đầu. Họ tin rằng những khối vật chất, không gian và năng lượng đã hợp thành toàn bộ vũ trụ một cách tự nhiên. Nhưng vào đầu thế kỷ 20, nhà thiên văn học Edwin Hubble đã khám phá ra rằng vũ trụ đang mở rộng. Ông đã tính toán được rằng mọi thứ trong vũ trụ này như là vật chất, năng lượng, không gian và thậm chí cả thời gian có sự khởi đầu. Những phát hiện chấn động này đã lan tới cộng đồng các nhà khoa học, tạo nên những phản ứng khác nhau. Điều này khiến nhà khoa học Albert Einstein trước đó từng đưa ra những phương trình để phủ nhận vũ trụ có một sự khởi đầu, phải thốt lên rằng đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đến năm 1992, những thí nghiệm của vệ tinh COP đã chứng minh rằng vũ trụ thực sự đã có một sự khởi đầu trước đây trong một tia sáng và năng lượng kinh ngạc. Nhà thiên văn Robert Jastrow đã mô tả sự khởi đầu này. Bức tranh cho thấy vụ nổ của quả bom khí hydro khổng lồ. Khoảnh khắc mà quả bom khổng lồ phát nổ đã đánh dấu sự khai sinh của vũ trụ. Kết luận cuối cùng là mọi thứ trong vũ trụ này đều tới từ hư không. Chúng không hề tồn tại ngẫu nhiên mà tất cả có sự bắt đầu. Các nhà vũ trụ học chuyên nghiên cứu về nguồn gốc của vũ trụ cũng sớm nhận ra rằng vụ nổ của vũ trụ giống như một vụ nổ bom nguyên tử. Điều này không thể mang tới sự sống trừ khi nó được thiết kế một cách chính xác từ trước. Và họ tin rằng đấng sáng thế đã thiết kế nên vũ trụ này. 5. Dấu vân tay của đấng sáng thế. Phải chăng các nhà khoa học giờ đây đã thuyết phục chúng ta rằng có một đấng tạo hóa đã để lại dấu tay của mình trong vũ trụ này? Mặc dù nhiều nhà khoa học vẫn có khuynh hướng gạt Chúa Trời ra khỏi sự hình thành của vũ trụ, nhưng hầu hết các nhà khoa học đều nhận thấy những sự liên quan đến tôn giáo đến những khám phá mới về vũ trụ. Vậy sẽ ra sao nếu sau tất cả, đấng sáng thế thực sự tồn tại? Nếu có một đấng tạo hóa với trí tuệ siêu phàm, vậy thì người đó trông như thế nào? Phải chăng người ấy chỉ như là một lực lượng vũ trụ như trong phim Star Wars, hay anh ta là một cá nhân như chúng ta? Nhiều nhà khoa học như Arthur L. Salow, giáo sư tại Đại học Stanford và là người đoạt giải Nobel vật lý, ông tin rằng những khám phá mới này chứng minh bằng chứng thuyết phục cho sự tồn tại của một vị sáng thế chủ. Ông viết, với tôi, dường như khi đối mặt với những điều kỳ diệu của cuộc sống và vũ trụ, người ta phải hỏi tại sao chứ không phải làm thế nào. Nhưng câu trả lời duy nhất có thể là tôn giáo. Tôi tìm thấy sự cần thiết có một Chúa Trời trong vũ trụ và trong cuộc sống của chính mình. Như chúng ta đã thấy, khoa học không thể trả lời những câu hỏi về đấng sáng thế và mục đích của sự sống. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã đúng về sự sáng tạo từ hư không và chắc chắn còn ẩn chứa nhiều điều huyền bí khác nữa. 6. Đấng sáng thế tạo ra con người. Đằng sau mọi sinh vật sống, động vật hay thực vật đều ẩn chứa một sự phức tạp và bí mật đáng ngạc nhiên. Khoa học công nghệ ngày càng trở nên tiên tiến, nhưng vẫn còn quá xa để tạo ra những công trình kiến trúc vượt trội như tạo hóa. Vào những năm gần đây, khoa học đã có những bước tiến lớn trong việc giải mã DNA, nhưng vẫn còn những bí mật nào đang ẩn giấu. Ngoài thiên văn học là lĩnh vực duy nhất mà khoa học nhìn thấy bằng chứng của đấng sáng thế, các nhà sinh học phân tử đã phát hiện ra thiết kế phức tạp trong thế giới vi mô của DNA. Trong thế kỷ trước, các nhà khoa học đã biết rằng một phân tử nhỏ bé được gọi là DNA chính là bộ não của mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta, cũng như mọi sinh vật sống khác. Tuy nhiên, càng khám phá nhiều về DNA, họ càng ngạc nhiên về sự sáng chói trong hoạt động của nó. Các nhà khoa học tin rằng thế giới vật chất là tất cả những gì tồn tại mà mắt người có thể nhìn thấy. Như Richard Dawkins cho rằng DNA tiến hóa bởi sự chọn lọc tự nhiên mà không có đấng sáng tạo. Tuy nhiên, ngay cả những nhà theo thuyết tiến hóa hàng đầu nhất cũng thừa nhận rằng nguồn gốc của sự phức tạp của DNA là không thể giải thích được. Sự phức tạp của DNA khiến người đồng khám phá ra nó là Francis Crick tin rằng nó có thể không bao giờ có nguồn gốc tự nhiên sinh ra trên trái đất. Crick
một nhà tiến hóa tin rằng sự sống quá phức tạp để bắt nguồn từ trái đất và chắc chắn phải đến từ một đấng sáng thế nào đó trong không gian vũ trụ. Một người đàn ông trung thực được trang bị tất cả kiến thức sẵn có cho chúng ta bây giờ, chỉ có thể nói rằng theo một nghĩa nào đó, nguồn gốc của sự sống dường như là một điều kỳ diệu, bởi vì nó là tổng hòa của rất nhiều các điều kiện phù hợp để cho sự sống có thể phát triển một cách tự nhiên. Các nhà khoa học đã khám phá ra mã hóa của DNA, thể hiện trí thông minh siêu việt của đấng sáng thế đến mức con người không thể tưởng tượng được. Một đầu nhỏ của DNA chứa thông tin tương đương với một chồng sách bìa mềm có thể bao quanh trái đất 5.000 lần. Và DNA hoạt động giống như một ngôn ngữ với phần mềm được mã hóa cực kỳ phức tạp của riêng nó. Người sáng lập Microsoft Bill Gates nói rằng phần mềm DNA phức tạp hơn rất nhiều so với bất kỳ phần mềm nào mà chúng tôi từng phát minh ra. Dawkins và các nhà duy vật khác tin rằng tất cả sự phức tạp này bắt nguồn từ quá trình chọn lọc tự nhiên. Tuy nhiên, như Crick đã nhận xét, chọn lọc tự nhiên không bao giờ có thể tạo ra phân tử đầu tiên. Nhiều nhà khoa học tin rằng mã hóa trong phân tử DNA chỉ ra trí thông minh vượt xa những gì có thể xảy ra do nguyên nhân tự nhiên nào đó. Vào đầu thế kỷ 21, Anthony Flew đã đột ngột kết thúc chủ nghĩa vô thần của mình. Sau khi ông nghiên cứu trí thông minh đằng sau DNA, Flew giải thích điều gì đã thay đổi quan điểm của ông ấy. Những gì tôi nghĩ rằng cấu trúc tinh xảo của DNA đã cho thấy rằng có một trí tuệ siêu thường hẳn đã tham gia vào việc kết hợp các yếu tố vô cùng đa dạng này lại với nhau. Sự phức tạp to lớn mà kết quả đạt được đối với tôi nó là kết quả của một trí tuệ siêu việt. Đối với tôi, bây giờ dường như phát hiện của hơn 50 năm nghiên cứu DNA đã cung cấp tài liệu cho một lập luận mới và cực kỳ mạnh mẽ để chứng minh cho sự tồn tại của đấng sáng thế, ông nói. Mặc dù Flew không phải là một tín đồ cơ đốc giáo, nhưng ông thừa nhận rằng phần mềm của DNA quá phức tạp không phải con người bình thường có thể tạo ra. Theo cách nói của cựu nhà vô thần hàng đầu này, việc khám phá ra trí thông minh đáng kinh ngạc đằng sau DNA đã cung cấp tài liệu cho một lập luận mới và cực kỳ mạnh mẽ chứng minh sự tồn tại của một đấng sáng thế đã tạo nên tất cả. Như vậy, sáng thế chủ là ai? Xác thực là chúng ta mới chỉ nghe, chứ chưa từng được biết đến. Ngài chắc chắn có quyền năng vô hạn, tạo ra sinh mệnh, khống chế các chiều không thời gian và vượt trên cả sự sống chết thường tình. Con người ở thế gian làm sao để có thể biết được Ngài? Chỉ có tu luyện, đề cao đạo đức và gìn giữ tín tâm là cách thức duy nhất để có được hồng ân và phúc phận to lớn đó. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về đấng sáng thế? Bạn có nghĩ rằng đấng sáng thế tạo ra vũ trụ và con người? Hãy comment ở phần bình luận phía bên dưới để chúng mình cùng thảo luận. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.